tranh cãi về việc nên hợp nhất hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước hay không, vốn đã diễn ra trong dư luận từ lâu. Tuy nhiên, điều này chỉ thật sự gây chú ý cho người dân trong nước, nhất là những nhà quan sát theo dõi chính sự Việt Nam, kể từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử nhiệm kỳ thứ hai khóa 12. Tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 có sự phân định rất rạch ròi về chức vụ, quyền hạn cũng như trách nhiệm của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó một đằng là một nẻo. Nghe ông Tổng Bí thư, ông nghe lấn quyền sang, thực sự là ông ấy là một người đảng trưởng, tức là gì là ông ấy chỉ có vai trò trong đảng của ông ấy thôi. Nhưng mà thực sự tức là gì là ông ấy hành xử như là một nguyên thủ quốc gia, chỉ đạo đủ mọi thứ và làm lấn cái chức năng, cả kể cả chức năng ngoại giao của ông chủ tịch nước. Gần đây nhất, sáng ngày 5 tháng 9, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Liên bang Nga. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam công du chính thức Cộng hòa Hungary từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9. Và cũng chính ông Nguyễn Phú Trọng là vị Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam có chuyến viếng thăm Hoa Kỳ. Một nguồn tin chưa kiểm chứng mà chúng tôi có được cho biết, từ đây đến cuối năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa sẽ có chuyến thăm Hoa Kỳ. Theo chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Quang A, các thời Tổng Bí thư trước mà ông có nhắc đến, như ông Nông Đức Mạnh, ông cho rằng các vị ấy không dám lớn sân như vậy. Thực sự tức là gì là bao giờ ông Tổng Bí thư với những cái đồ độc đảng này thì ông cũng vẫn là cái người có ảnh hưởng nhất, nhưng mà ông lấn sân một cách vô lối như bây giờ đấy là cái hiện tượng mà mới xảy ra, và cái hiện tượng đấy là cái hiện tượng mà không nên cho phép. Cái xu hướng mà tập trung quyền lực quá cao và như thế là sẽ không tốt gì cả, tức là nó từ thái cực này đến thái cực kia. Cái nhiệm kỳ đầu tiên thì ông ấy không làm được cái gì lắm, bởi vì có một ông hành pháp là ông Nguyễn Tấn Dũng, thì ông ấy là một người mạnh. Thế bây giờ ông trong ông ấy củng cố lực thì ông ấy lớn, và cái điều đấy là cái điều mà sẽ có hại cho đất nước. Nói về sự thâu tóm quyền lực trong tay của đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai cũng tỏ rõ ý kiến không đồng tình, và ông gọi là vô nguyên tắc, không có pháp luật, và như thế tức là một cái hành vi là vô chính phủ. Ví dụ như là không trong hiến pháp người ta chỉ nói rằng đảng lãnh đạo thôi, nhưng mà không nói rằng là người nào trong đảng sẽ tham gia cái chức trách nhà nước. Cái luật hiện nay thì là đảng chọn ra những cái người thì giới thiệu với quốc hội, mà cái quốc hội là của đảng rồi thì bầu cho nó có hình thức. Là những cái chức vị về chủ tịch nước nó cũng có cái sự hài hước của nó, hình thức của nó. Theo tài liệu từ Cổng Thông tin Chính phủ, Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tổng Bí thư là chức vụ cao nhất trong đảng. Trước đây có tên là Chủ tịch đảng do Trung ương bầu ra trong số ủy viên Bộ Chính trị. Ba chức danh cao nhất đứng đầu nhà nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội là ba chức danh đứng đầu nhà nước do Quốc hội bầu. Do đặc thù chức năng, nhiệm vụ luật định, quy định 90 của Bộ Chính trị đặt ra một số tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh. Trong một bài phóng sự trước đây, Đài Á Châu Tự Do có trích dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang làm việc tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Việt Nam ở Đại học Quốc gia Hà Nội trên tạp chí Chính trị Châu Á Diplomat rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã trở thành nhân vật chính trị nhiều quyền lực nhất trong lịch sử chính trị Việt Nam đương đại, nắm việc kiểm soát cả ba bộ phận có thực quyền nhất đất nước là Đảng Cộng sản, Công an và Quân đội. Chính từ những động thái được cho là lấn sân hoặc thâu tóm quyền lực như đề cập ở trên, dư luận trong nước từ lâu râm ran những ý kiến cho rằng nên hợp nhất hai chức vụ cao nhất của đảng và của nhà nước vào một. Theo những quy định hiện hành ấy, thì tôi nghĩ tức là gì không nên hợp nhất cái chuyện đấy lại. Chỉ về mặt chức năng nó có một cái sự phân biệt, và như thế tức là nó có một sự cạnh tranh nội bộ ở bên trong đấy, còn hơn là tập trung vào quyền lực vào. Bởi vì nếu mà nó có sự cạnh tranh giữa các đảng với nhau thì cái việc hợp nhất chức thủ tướng với chủ tịch
vì đây là một cái chế độ độc đảng, cho nên là người ta quy định như bây giờ tôi nghĩ rằng là hợp hơn, để như thế để đừng tập trung quyền lực quá nắng vào tay một người. Như là bên Trung Quốc là vào ông Tập Cận Bình. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhấn mạnh thêm, chế độ của nhà nước Việt Nam đã là chế độ tập quyền cao độ rồi. Nếu ủng hộ thêm một chút nữa thì chỉ có hại cho đất nước, cho nhân dân. Về phía ý kiến của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, ông không bài trừ, cũng không ủng hộ. Điều ông cho là quan trọng nhất là phải xây dựng luật cho đàng hoàng. Hiện nay là nhiều người là đang muốn đặt ra ngay trong đảng lãnh đạo đảng hợp nhất hai cái chức cách ấy, chức vụ ấy, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, bắt chước như là mô hình của Bầu ấy. Thế nhưng mà Việt Nam thì chưa có một cái đạo luật nào nói về vấn đề này, một nghị định cũng không có. Và muốn làm cái việc này thì một là phải bổ sung sửa cái điều lệ của cái đảng đi. Ít ra phải có một cái nguyên tắc, hiện nay thì không có nguyên tắc nào cả. Là luật của nhà nước thì không có đặt ra vấn đề này, hiến pháp cũng không nói cái này. Nếu làm thì tức là gọi là làm một cách phi pháp, bất chấp luật lệ. Hợp nhất hay không hợp nhất là đề tài đang được bàn tán và những người quan tâm đang chờ quyết định chính thức được đưa ra từ Hội nghị Trung ương 8, được cho biết sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây, trước khi Quốc hội khóa 14 nhóm kỳ họp thứ 6 sau thời điểm đó.